Tiếp tục chúng ta sẽ làm câu 3. Hiển thị danh sách khách hàng có tên bắt đầu bằng chữ H trong cột họ và tên, ghép từ hai cột họ và tên. Và chúng ta sẽ copy cái nội dung vô đây để chúng ta dễ theo dõi ha. Rồi, như vậy thì ở đây người ta cần hiển thị gì? Hiển thị danh sách khách hàng, người ta không nói là gồm những gì, như vậy mình coi như là hiển thị hết. Nhưng có cái tên bắt đầu bằng chữ H trong cột họ và tên. Như vậy trước tiên chúng ta sẽ làm là select sao sao được không ta? Nét sau thì chúng ta đâu có ghép họ và tên được, đúng không? Đó. Như vậy thì chỗ này chúng ta có thể là sử dụng lại tí xíu cho mã khách hàng, tên, địa chỉ, email, điện thoại, còn chúng cái địa chỉ thôi. Như vậy thì chúng ta có thể là copy cái nội dung của câu trên để chúng ta làm câu dưới cũng được. Như vậy chúng ta có mã khách hàng, họ và tên khách hàng, email, điện thoại đến từ bảng khách hàng. Và chúng ta sẽ có điều kiện ha. Bây giờ là không có limit nữa mà chúng ta sẽ có điều kiện ở đây. Với điều kiện là cái họ và tên của chúng ta đó sẽ làm sao nào? Họ và tên của chúng ta sẽ liên quan đến cái họ bắt đầu từ chữ H. Như vậy thì họ và tên hiển thị là họ và tên, nhưng mà chúng ta cũng có thể lấy là họ và tên lót để đi 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 làm cái que cũng được các bạn, không nhất thiết là phải dùng họ và tên. Người ta đang nói là có chữ H ở ở đầu. Đó, ở đầu bằng chữ H thì nó sẽ nằm ở trong cái trường họ và tên lốt, không? Như vậy thì chúng ta sẽ có họ và tên lốt sẽ like với cái chuỗi là bắt đầu bằng chữ H và ký tự đại diện ở phía sau là phần trăm. Như vậy những cái khách hàng nào mà có cái họ chữ H thì chúng ta sẽ hiển thị ra. Đây, Hoài Linh, Hoàng Thị Linh. Đó, chỉ có hai khách hàng này là có những chữ H thôi. Còn nếu giả sử như là mình chạy đến đây thôi, mình chạy đến đây thì mình sẽ xem thì có những khách hàng nào. Đây có rất nhiều khách hàng ha. Bắt đầu chữ T, chữ D, chữ C, chữ P, vân vân rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ bắt đầu bằng chữ H thôi thì chúng ta sẽ chỉ có hai khách hàng là bắt đầu bằng chữ H. Gồm có mã khách hàng, họ và tên. Bây giờ mình thiếu địa chỉ nữa đúng không? Mình thiếu địa chỉ thì mình sẽ thêm địa chỉ vô đây. Địa chỉ phải email. Rồi, như vậy là mình đã có đầy đủ thông tin của khách hàng. Khách hàng, họ tên, địa chỉ, email, điện thoại. Vậy chúng ta đã làm được câu 1.1.3 nhé, 1.3. Đó, mình ghi vậy cho nó dễ nhớ.